chưa? Bài này giống như hình bài nãy nha, các mỗi cái này nên ngược lại, hiểu không? Bao nhiêu? 10, 21. Bài này cũng tương tự như vậy, nó cũng cho là N1 và N2, được chưa? N1, N2. Một hai này cách nhau 100 cm. Đấy. Đó lại. N12 cách 100 cm, được không? Ở đây cũng có một vị trí trung tâm O. Điểm M cũng nằm trên đường thẳng vuông góc với S1 và S2. Nằm trên đường thẳng vuông góc M1 và S2. Nhưng mà lần này nó lại hỏi ngược lại, tức là tìm M sao cho S1 M ngắn nhất chứ không phải là dài nhất như hồi nãy, đúng không? Rồi. Mình cũng biết là hai thằng này cùng pha, về ở giữa này cũng có vân cực đại là một này, thấy chưa? Cực đại bậc 1 hồi nãy, cực đại bậc 2, cực đại bậc 3, cực đại bậc không biết. Vậy thì M này sẽ nằm trên bậc, nằm trên vân cực đại bậc không biết, đúng không? Bạn nghe nè. Nhưng mà cái bậc này mình biết chắc chắn là nó sẽ gần S1 nhất. Được chưa? Gần S1 nhất. Vấn đề đặt ra là cái này nó bằng bao nhiêu? Cái bậc này nó bằng bao nhiêu? Thì lúc đó mình sẽ giải bài này được, đúng không? Đấy. Đấy, cái này là bao nhiêu? Là vấn đề cần đặt ra ở đây, đúng không? Từ đây mình có được lambda nó bằng là 30 cm, đúng không? Rồi nhé. Mà bây giờ mình muốn cái tìm cái bậc này bao nhiêu thì mình sẽ tìm số vân cực đại trên cái đoạn S1 đến 2 này, được chưa? Rồi, số vân cực đại, số vân giao thoa cực đại trên S1, S2. Mục đích của mình tìm cái này để mình lấy được cái vân bậc bao nhiêu ở chỗ này nè, chứ không phải là mình tìm số vân cực đại đâu, đúng không? Đấy, tức là mình có công thức dạy anh là gì? Trừ S1, S2 chia cho lambda nhỏ hơn bằng K nhỏ hơn bằng S1, S2 chia cho lambda, đúng không? S1, S2 là 100, lambda là 30, vậy là trừ 3,33 nhỏ hơn bằng K nhỏ hơn bằng là 3,33, được chưa? Vậy thì K nó bằng gì? 0 cộng trừ 1 cộng trừ 2 cộng trừ 3. Đấy, tức là này, 0 cộng trừ 1 cộng trừ 2 cộng trừ 3 là những cái cuối cùng rồi. Vậy thì cái vân bậc ngoài cùng này nó sẽ là mấy? Là 3, đúng không? K nó bằng 3, đúng chưa? Rồi, vậy K bằng 3 thì y chang bài nãy, y chang bài nãy, tức là D2 trừ D1 nó bằng K nhân lambda, mà K nó bằng 3, vậy tức là 3 nhân cho lambda là 30 bằng 90 cm. Và mình cũng xét cái tam giác S1, S2, M này. S1, S2, M này cũng vuông góc tại S1, đúng chưa? Vuông góc tại S1 thì mình có là thằng này mình kiếm là D1 đi, D2 là S2M, còn S1, S2 là 100, đúng chưa? Vậy thì mình có là D2 nó sẽ bằng là căn bậc 2 D1 bình phương cộng với S1, S2 là 100 bình phương. Thay thằng này vô trên y như bài hồi nãy, tức là mình sẽ có là căn bậc 2 D1 bình phương cộng 100 bình phương trừ đi D1 nó sẽ bằng là 90. Từ đây mình sẽ suy ra được D1 nó bằng là 10,56 cm. Và đây là đáp án cuối cùng, 10,56, được chưa? Bao nhiêu?
sai. Đấy, là như thế. 10 feet 56 cm. Rồi.